Hôm nay tôi sẽ bày cho mấy bà làm cái món bánh mì xíu mại trứng muối nó vừa dễ mà nó vừa ngon thì thôi nhé này luôn Mà yêu cầu duy nhất là bà nào có lưu thì có làm nha Chứ nhiều trường hợp là mấy bà lưu năm ngoái năm nay là chưa có rời tới đâu á Nguyên liệu là món này rất dễ tôi có để hết ở trên màn hình Ngon uy tín là bởi vì tôi học lọ món này từ cô thu nhà tôi Đấy mặc dù là nấu ăn thôi nhưng mà crank nguồn ghi đầy đủ rõ ràng Món này bao gồm hai phần, phần thứ nhất là phần xíu mại, phần thứ hai là phần nước sốt chấm hết Đầu tiên là phần xíu mại thì mấy bà đem hết tất cả các nguyên liệu trộn lại với nhau mà với định lượng của tôi thì sẽ đủ ăn cho từ 5 đến 6 người nhé. Mọi diễn biến tiếp theo của chương trình khéo tay hay làm ngày hôm nay là tôi để hết trên màn hình cho mấy bà tiện theo dõi trộn đều tất cả các nguyên liệu nha mà sao tới cái bước này thèm cái thố bánh tráng trộn ngang đã viên xíu mại thì mấy bà vo tròn vo méo vo vuông vo hình trái tim gì là tùy gu và tùy vào độ khéo tay hay làm thì đem đi hấp cách thủy hoặc nhà bà nào có nồi hấp thì sẽ tiện hơn nồi này nhà tôi đang dùng có mấy trăm cành chưa tới hình cũ mà hấp lẩu nướng gì cũng được ở trên tôi có ghi một góc trái màn hình cho bà nào cần nhé mấy bà sẽ hấp 20 phút và trong lúc đó thì mình sẽ đi làm nước sốt mà cái phần làm nước sốt này thì lại thêm một cái đoạn dễ vô cùng tận nữa nha bởi vì xin thưa là khó trang sugar không có làm được <laughs> đến khi mà phần nước sốt sôi sôi sánh mịn như thế này rồi đó là mình di dời để tái định cư mấy cái viên xíu mại qua đây khúc này là mấy bà thấy phần nước sốt nó hơi ít đúng không nhưng mà không sao hết tụi đã tính toán trước rồi thì đây cái nước hấp sau khi mà mấy bà hấp với viên xíu mại á, thì mấy bà đổ luôn vô cái phần nước sốt nha ngộ lắm làm cái món gì mà cứ tới cái bước rải hành ngon lên cái top binh là biết cái món đó nấu xong rồi đó em xin được thuyết trình cái vị của món ăn á, thì là cái xíu mại nó sẽ mềm mềm mọng nước và thêm cái trứng muối nó bùi bùi nước ăn nó rất là cuốn thì lại có thêm một gợi ý nữa để làm đồ ăn sáng cho cả nhà hoặc là bạn bè tới nhà chơi Đại cái món này thì rất là hợp thị lý và sốt thị xác mà mình làm xong mới mình ăn thử nó ngon giật cả mình sướng lắm